B bằng X thuộc Z 2 X Chị đối 2 X nhỏ hơn bằng 5 Rồi đọc lại công thức cho đời nó vui đi Chị được đối A nhỏ hơn B. Bằng B luôn Ở đây cho có cái bằng nè Bằng B luôn Khi mà chỉ khi nhỏ thì ở giữa Vậy A nhỏ hơn bằng B Lớn hơn bằng Trừ trừ B. trừ B Viết lại đề nè Xác định cho loại A đi 2 X B, B. 5 vậy tương đương A nhỏ hơn bằng B lớn hơn bằng trừ 5. trừ B thấy đây nhân 2 không có. muốn mất hai thì chia chia 2. ha 2, 2, tất cả các vế nha chia 2 chiều có đổi không, không. 2 x chia 2 ra x 5, 5 chia 2 ra 5 phần 2 Lấy máy tính bấm cho đời vui đi Này ra là trừ 2 phần 5 Nhỏ hơn bằng x Nhỏ hơn bằng 2 phần 5 mà x của mình thuộc vào đâu Thuộc vét, vét là số gì Số nguyên nhỉ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5 Lớn hơn trừ 2 phức 5 Vậy x của mình sẽ Là những số nào Bè. Sẽ thuộc vào những số nào Lớn hơn trừ 2 phức 5 là số mấy chừng... 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 Trừ 2 tiếp Trừ 1 tiếp 0 tiếp, 1 tiếp 2 hết chưa có. Xong